The name is opinion on food. Express. Express opinion on food too. Express opinion. What does this mean? This mean bày tỏ mình những ý kiến về thức ăn. Yeah, yes. Okay, give an idea. Yes, idea. Idea is food. About food. Yeah, about food. Okay, now what did they talk about in this video? Yes. What did they talk about? The video talk about the stories in the restaurant. Story in the restaurant? Yes. Okay, they talk about what? Okay, do you remember what did Cheryl advise everybody? Everybody, they can do what did they talk about in this video? General advice, everybody. Yes, general advice, everybody about they can the food a lot fat and calorie. Okay, Cheryl advise everybody to eat healthy food or unhealthy food. Healthy, no healthy. Yeah, no. Healthy. Cheryl advise everybody. Cheryl advise anybody if you can have healthy food. Healthy food or unhealthy food? Yes, for healthy food. Cái đầu khi mọi người ăn cái đồ ăn lành mạnh hay không lành mạnh? Dạ đúng, yes. Anh đang hỏi. Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, anh đang hỏi mà. Cái đầu khi mọi người ăn đồ ăn lành mạnh hay không lành mạnh? Dạ. Chế độ spice anybody eat healthy food. Healthy food, okay, good job. Yeah. Okay, you're right. Okay, when you listen to the video, yes, I just want you know everything about the video. Maybe I will ask you before we learn. Trước khi em học thì có thể anh hỏi em một vài câu hỏi để xem là em có nắm được bài không? Hiểu bài không? Yeah, okay. Yeah. Maybe you just summarize all the thing about the video. Có thể em tóm tắt lại tất cả những cái thứ em học ở trong video này trước khi học chẳng hạn như vậy. Nó sẽ giúp cho em tăng cái khả năng nói. Okay, it will help you a lot in your speaking. Okay. Yeah. Okay. All right. Here we go. The first thing I just wanna do the role and play game. I will be Marie, and you will be Paul. Yeah. Yeah. Okay. Here we go. Yeah. Here we go. Let's get started. You first. Yeah. Yes. It's, oh, this is delicious. Amazing. Oh, Charles, don't you want to try it? No thanks. Too many calories, and we need to go. Oh, I will ask for the check. The check. The check. Check, check. The check. I love dessert. Do you know how many calories are in the that case? No, I don't tell me. Oh, how much fast
well in your states and your fried shrimp. How much sauce was on your French fries? Now, how much fat is in your steak and your fried shrimp? Or how much salt was on your French fries? How much fat was in your steak and your fried shrimp? Or how much salt was on your French fries? Okay. And do you want us eat raw vegetables? Vegetables are good. Talk about smaller rotation and no desserts. How about smaller portion? Portion. 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 I said portion. Okay, again. I just want you to repeat again. Yes. Portion. Okay, speak louder. Yes. Portion. Okay, read the whole sentence. Yes. Vegetables are good. Or how about smaller portion and no dessert? No desserts? Yes, no dessert. Okay, I said no desserts. Okay, keep moving. You need to take care of your body. Eat healthy food. Have vegetables for snacks instead of potato chips and cookies. You are right. Tomorrow I'm eating a lot of vegetables. Really? For snack, I'm having potato chips, cookies for breakfast, lunch, and dinner. You're terrible. What are you doing? I'm trying to get the chip, finally. Do you want that? Do you want that? Yes. Okay. Yeah. Mm-hmm. Okay, now. Yeah. Okay, your pronunciation is better, but I still want you speak louder. Mm-hmm. Yeah. Change your body and your emotion when you speak English. Okay, speak louder. Yeah. As loud as possible. I just want you to listen a lot. For example, some words like portion, desserts, portion desserts. Okay, now I just want you to repeat again. Yes, portion desserts. Okay, good job. Yeah, that's it. Okay, now, do you have any new words here in this part? Yes. The new words in the video, amazing. It's amazing. Yes, amazing. What does it mean? Amazing is mean great, wonderful. Mm-hmm. Yes. Yes. I see. Okay. To have you remember that's what deeply. Okay, now can you make an example with the words amazing? Amazing. Yeah. No, not yet. Make a sentence. Ví dụ nào? Yes. Amazing. Có nghĩa là ví dụ như là trong trường hợp là mình thấy một người bạn mua một chiếc xe mới thì mình sẽ dùng từ này amazing. Mm-hmm. Okay, yes, you can use it in your sentence. Em thử ví dụ nào. Yes, oh.
Oh yes. Oh, did you see his new car? Oh, wow, amazing. You have an amazing car. Nice car. Yes. Nice car, amazing car. Yeah, yes, yes. Again, one more time. Yeah. Okay, now do you have any words? Yes, New York. New York's in the widow's state, yes. State. What does it mean? Okay, why don't you search it on your dictionary? This will say a lot of time. That's how I'm putting it in the agenda. 主动, 名家主动, 我先, yeah. Google, cho trên Oxford đi, mình người lớn rồi mình học chủ động lên. Dạ. Bởi vì lúc đấy em sẽ có nhiều cái thời gian để em nói chuyện với anh hơn. Thay vì là anh cứ ngồi giải thích mấy cái từ mới rất chi là dễ như này. Dạ. Biết đấy. Cái này em có thể tự làm được. Em không biết thì em tra Google này. Dạ. Hoặc là em có máy tính thì em có thể tải Oxford. Như em muốn tra từ steak. Như vậy. Oh, yeah. Em muốn tra từ steak. Nào, ok. Yeah, steak. Steak. A thick of slice, a good quality of beef. Một cái lát, thịt bò chất lượng. Ok. Yeah, okay. It can I see. Be a steak. If you don't know it's in English, you can find it in the dictionary. Translate.google.com. Yes, I will. I will. Yes, I will. Chủ động lên. Ok. Yeah. Nó sẽ tiết kiệm thời gian cho em và em sẽ chủ động học. Yeah. Yes. Em có Oxford được Oxford chưa? Chưa, hầu như. Và nói chung cái này có tải có phí đúng không anh? Không có phí, free luôn á. Trên máy tính không điện thoại mới free, máy tính lại có phí mà. Okay, now I wish I just send cái đó để em xem là sao. Okay, yeah. You can search on YouTube now. It's where a lot of free art on YouTube. Yeah. Yeah, yes. Yeah. Đây nào. Hướng dẫn. Đây nào. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Vũ trọng. Okay. Yes. Yeah. You come to this link and do what they said. Em đến cái link này và làm theo hướng dẫn của anh ấy. Yeah. Yes. Yeah. I see. Okay. Yeah, okay. Rồi ha. Yeah. Chủ động lên. Okay. Học chủ động lên. Thì nó không. Actually, I can understand in the video. Yes. Okay, I think it's so easy for you. You can understand all. Oh yes, I can understand all. Oh, yeah. Yeah. Okay. Okay. Không có dấu đâu anh. Chó thường có dấu không ra là. Yeah, okay. It's true. Okay, yeah, I can send it to you later. Anh chửi em sau nha. Okay, bắt đầu đi. Yeah, okay. Okay, now, chủ động học. Cái gì mà mình giải quyết nhanh được, mình giải quyết luôn. Okay. Yeah, okay. Now, if you don't understand all, I will ask you a couple of questions here. Now, are you ready? Yes. Yes, ready. Number one, what does Marie love to eat? You can say that again. No. What does Marie love to eat? Yes. Cello is cello is a raw vegetable.
No, so a lot to eat. What? Okay, you can see in the transcript here. Em nhìn thấy chờ nói là họ thích ăn gì không? Yes. Chero like lamb and raw vegetable. You can see Chero love to eat dessert. Oh, I'm sorry, Marie. Okay. Mm-hmm. Yes. What does Marie love to eat? I love dessert. She loves dessert. Okay. Dessert, yes. And now, did Marie eat steak? Yes. Marie loves this case. Marie loves to eat. Yes, love this. Now, did Marie eat steak? Yes. Steak. No, Marie doesn't like steak. Marie doesn't like steak. Mm-hmm. I think so. Okay. Yeah. Marie lied to eat steak. Em có nhìn thấy không? Đây nè. Gerald nói là bạn có biết rằng có bao nhiêu cái chất béo ở trong cái thịt bò đó không? Ở trong cái con tôm chiên đó của bạn đó. Và không bao nhiêu muối ở trong cái khoai tây chiên của bạn không? Thì anh đang hỏi là did Marie eat steak? Tức là có phải Marie eat steak không? Có phải Marie thích ăn thịt bò bít tết không? Không, em nghĩ câu hỏi này là Cheryl nó sẽ hỏi bao chứ không phải là hỏi Mary. Nhưng anh hỏi ở đây là anh hỏi ở đây là phải hỏi Mary. Em có nhìn thấy câu trên không? Câu trên ở đây là yes. Mary bảo là không, mình nói cho tôi biết điều đó. Bạn có biết rằng có bao nhiêu cái calo ở trong cái bánh đó không? Mary bảo không, đừng nói cho tôi biết điều đó. Ok, cho nó tiếp tục. Okay. Nói về cái món thịt bò và cái món tôm chiên cũng như cái món khoai tây. Thì cái này vẫn đang link với cả Mary. Thì anh mới hỏi là, did Mary eat steak? Yes. Yes. Does Mary like to eat steak? Yes. I see. Em nói cả câu đi. Yes, Mary likes eat steak and shrimp. Mary likes to eat steak and shrimp. And fried shrimp. Okay. Yes. And what is another food that Mary eat? Another food. I think Marie eats this case. Hello. Oh my god, you can see Marie like to eat a lot. You know, Marie like to eat cake, nay, fried shrimp, nay, steak, nay. Yeah. Okay. And how lately? What is another food that Marie likes to eat? Yes. Marie likes another food. Fried shrimp and steak. And steak. Mm-hmm. Yes, and steak. All right. And does Cheryl like to eat vegetable? Yes, Cheryl
like it. Mm-hmm. And what about Marie? Marie likes to eat raw vegetable. Marie, actually Marie doesn't like vegetable. Doesn't like Madonna. Doesn't. Yes, yes, yes. I think Marie doesn't like vegetable. Mm-hmm. Okay. Yeah. And what she want her friend eat raw vegetable? What did Cheryl want her friend to eat? What is there? What? I can understand about your question. Mm-hmm. Em không hiểu câu hỏi của anh. What là gì? Cái gì? What does Marie like to eat? That's it. Okay, I'm sorry. What does Cheryl want her friend to eat? Her friend, bạn của cô ấy. Ăn gì cô ấy? Cô ấy muốn khuyên là bạn cô ấy ăn gì? Advice. Cheryl advise anybody about this a healthy food. Mm-hmm. Because this had a good body. Mm-hmm. Okay, this was healthy food. Nó là những cái đồ ăn lành mạnh cho sức khỏe. Okay. Yes, yes. Mm-hmm. And Cheryl khuyên là mọi người nên ăn cái đồ ăn lành mạnh như kiểu rau. Okay. Yes, yes. But she fail. She fail. Quay thất bại. Yeah. It doesn't matter. Không vấn đề gì. Uh-huh. Uh-huh. Now again, what is her advice for anybody? Khuyên bảo, khuyên nhủ. Mary. Yes, Cheryl advise anybody about healthy food because it will help everybody have a good body. Mm-hmm. Now again, one more time, nói lại. Yes, Cheryl advice everybody eat a healthy food because it will help everybody have a good body. Mm-hmm. Okay, it will have a body, everybody have a good body. Mm-hmm. Yes. Yeah. Okay. Now, do you understand all? Em hiểu cái bài này chưa? Thật ra câu này. Thật ra thì em đã hiểu. Uh-huh. Dạ, em hiểu. Khi mà em bị bài á, em phải biết chắc là hôm nay anh sẽ hỏi những gì rất nhiều, những câu hỏi liên quan đến phản xạ. Em chuẩn bị trước. Dạ. Hôm nay, khi cái bài này em nói về cái gì nhỉ? Dạ. Nhân vật họ nói về điều gì? Topic của bài hôm nay em đang làm gì? Mary Cheryl Bob nó làm cái gì? Những tình tiết liên quan đến bài thôi, anh cũng có hỏi ở bên ngoài đâu. Em chuẩn bị nhiều lắm chứ. Hả? Em chuẩn bị quá trời luôn. Cái gì cơ? Em chuẩn bị rất nhiều. Anh cứ thấy chứ. Đâu xem nào. Đấy là cái gì? Anh những câu hỏi, những từ liên quan trong bài nha. Vậy tại sao phải lấy còn hỏi anh? Từ tại vì em sợ anh là nói chung là em chuẩn bị hết rồi. Ok anh bảo là để cho em tiết kiệm thời gian á, thứ nhất đấy là cái từ mới ở đây á, là em ví dụ ở đây trong đây có từ một vài từ mới đây. Hết xèo bộ đoạn này em tự câu với cái điều đó, đặt câu với câu đó.
Em chủ động học là em có thể đặt câu viết xuống take care of your body, chăm sóc cơ thể của bạn. Em nói cái từ đó ra. Ok. Dạ, yes. Xong rồi em viết xuống, em phải nói ra. Khi em viết xuống em không nói gì, nó chỉ tăng kỹ năng viết thôi. Còn kỹ năng nói của em, khi em phản xạ là em chưa có phản xạ nhanh được, mà vì em chưa có gì nhỉ. Cái bài này nó liên quan đến rất nhiều tình tiết đúng không? Anh hỏi nãy giờ em thấy nó chỉ lanh quanh quẩn lại ăn cái gì, như là ăn ở với ai, ăn không, ăn ở đâu, cả mấy câu rất chi là dễ thôi. Ăn cái gì, quên cái gì, không có cái gì khác cả. Em còn phản xạ hơi chậm, hơi không hiểu. Không hiểu thì quay đi quẩn lại. Yeah. Em cũng chỉ trả lời những câu hỏi như nhiều what là cái gì, when ở đâu, how là như thế nào, when là gì. Yeah. Which là nào đây, rồi gì gì đó. Ok. Ok, ok. Yeah, yes. Ok. Yeah. Right, see you again. See you, bye. Thank you and see you on Thank tomorrow. You. Yeah. Practice tomorrow. Yeah. Ok. Now, write it down and practice a lot. Viết xuống và yeah, okay. Phải thực hành. Phải thực hành cho yeah. Viết xuống không đủ đâu. Viết xuống để làm yeah, đó. Yes. Yeah. Ok. Chị muốn là... See you tomorrow. Chị ấy quay lại nhé. Chị vào lại nhé. Ok. Em sẽ tắt ra. Để live này chỉ có 40 phút thôi. Chị vào lại nha, ok. Nói em ạ. À.